camera quay cảnh em bị lớn. Đấy. À, bây giờ mấy anh em đang xả cục đá cho cái cục đá này. Em này là không chịu đi đường đẹp này, đường mới này. Đi vô đây thế là em nó bị lún. Ôi trời ơi, cả cầu luôn. Hay. Cả lắp luôn. Thiệt á? Ghế rồi. Ghế lắp ở trong này luôn á? Đi vào ghế đi, cái thứ ghế nó kia. Ghế trên kia. Trên kia sao ghế được? Mình khóa thắng không nhớ, khóa thắng này. Ủa mà khóa thắng mà giật ghế lắp được luôn á hả? Ừ. Lắp ngang lắp dọc. Lắp dọc sao ấy? Lắp dọc hay lắp ngang, lắp ở trong cầu hay lắp ở đi theo xe kia? Trong cầu ấy này. Ôi chắc nó đi số ngang á, nó mới giật mạnh thế. Số ngang á, số hai ngang đi, em đạp ra thật thăm phải không? Số ngang nó thì bẻ mới được. Đạp ra lên rồi mới nhả cô đó. Anh này kéo rồi. Anh Hùng. Anh Hùng kéo. Cáp nhỏ đứt hết luôn á hả? Ơi xong bảo em kéo cho. Em kéo cho một phát là xuống dưới kia luôn. Lái xuống kéo đi. Tí nữa xuống lên lấy kéo. Nhưng mà bây giờ xả hết đất là kéo một phát lên rồi. Cần gì mình nữa. Em này là em anh hùng á. Chứ không phải đâu. Dặn bừa đâu. Đấy em này. Anh em đang giằng co với nhau. Ủa lún khiếp đấy nhờ. Mình đang vội lắm á nhờ, bận lắm á nhờ, nhưng mà vẫn phải xuống đây quay tí video để làm YouTuber. Em này nhỏ nhỏ nhưng mà có vó nhá. Đấy. Trùng số nhiều luôn. Đây. Đó. 7 số nha, đây. Đấy. 5 số dê. Trùng khiếp chưa, nhỏ nhỏ có vó. Mai mốt đầu quả đầu tư quả tời nữa là hứ rồi. Cái này thì khoan thua gì đâu. Anh nhích một phát là chỉ có lên thôi chứ không có xuống nữa đâu. Anh em đang làm việc mệt mài. Cho em nó được nghỉ ngơi. Không em nó mỏi nó đuối lắm. Quỳ xuống đây luôn. Rồi.